4 cầu thủ nhập tịch từng khoác áo đội tuyển Việt Nam. Vị trí số 4 đó chính là Phan Van Santos, có tên thật là Fabio dos Santos. Anh là cầu thủ người Việt gốc Brazil. Phần lớn sự nghiệp của anh là tại câu lạc bộ Đồng Tâm Long An. Anh được triệu tập lên đội tuyển quốc gia Việt Nam để chuẩn bị cho AFF Cup 2008. Tuy là thủ môn nhưng anh đã có đến 20 bàn thắng trong sự nghiệp nhờ những pha sút phạt và phạt đền. Vị trí số 3, Đinh Hoàng Mas. Anh có tên thật là Maxwell Arabo, là cầu thủ bóng đá người Việt Nam gốc Nigeria. Anh chơi ở vị trí tiền vệ và từng thi đấu cho nhiều câu lạc bộ tại V-League. Anh có lần đầu tiên khoác áo đội tuyển Việt Nam vào năm 2009. Vị trí số 2, Đinh Hoàng La. Anh là một cầu thủ người Việt gốc Ukraine. Năm 2009, anh có lần đầu tiên khoác lên mình màu áo đội tuyển Việt Nam và anh cũng đã để lại những thang điểm vàng trong lòng người hâm mộ Việt Nam. Và cuối cùng, vị trí số 1, Huỳnh Kesley Anves. Anh có tên thật là Kesley Anves. Anh là một cựu cầu thủ bóng đá người Việt gốc Brazil, chơi vị trí tiền đạo. Anh từng khoác áo nhiều câu lạc bộ ở Brazil trước khi sang Việt Nam. Anh cũng có lần duy nhất khoác áo đội tuyển Việt Nam trong trận đấu giao hữu với Kuwait năm 2009. Hiện tại anh đang nằm trong ban huấn luyện của BKMS Bình Dương.